đường trần gian và thiên lộ. Như bao nhiêu con đường của thành phố, con đường mang tên trần gian rộng thênh thang và đầy sự hấp dẫn của xa hoa trần thế, sự quyến rũ của tình cảm đời thường, sự gọi mời của công danh sự nghiệp. Ôi, biết bao điều vui thú mà trần gian chất chứa để chực chờ ban phát cho ai háo hức tìm kiếm, nhất là đối với những người đầy lòng tự tin và kiêu hãnh về học thức, tài năng và sắc đẹp. Tôi cũng đã trải qua đại lộ mênh mông này, qua một thời của mơ mộng lãng mạn, của một thời danh vọng cao sang, mà ai lang thang trên đó cũng thấy nó ngọt ngào, lôi cuốn làm sao, làm cho con người cứ muốn lao đầu bước tới. Có những điều không trong tầm tay với mà cũng muốn đạt được, bởi những tham vọng đầy ắp trong lòng người. Cũng một thời của những mối tình thơ mộng, êm ái nhẹ nhàng như gió nhẹ hắt hiu, như mây chiều lãng đãng, tất cả say đắm lòng người. Không có chỗ dừng cho ai đang lưu thông trên con đường này. Không có bảng báo chậm, báo cấm, mà chỉ có mũi tên đi tới, thúc giục tiến lên, và sau đó là định vinh quang trần thế. Đang thông dong trên đường với cả lòng tự tin sức mình sẽ đạt đích đến, mặt ngó lên mặt không nhìn xuống, để thấy chướng ngại nào ngăn trở bước chân. Ầm một cái, tôi sụp xuống một dòng nước mà không hay biết đang chạy xiết kéo tôi đi. Tôi phải chiến đấu để tự cứu lấy mình, nhưng không được. Nhìn chung quanh cũng không thấy ai. Tuyệt vọng đến cùng cực, tôi buông xuôi tư tưởng mà nghĩ rằng mọi sự đã an bài. Nhưng kỳ diệu thay, tôi nghe như có một bàn tay nắm kéo tôi lên một cách vô hình. Vì lúc đó mắt tôi không còn dám mở ra. Tôi sực tỉnh dậy để thấy mình được đưa đến một ngôi nhà thờ nhỏ bé. Chung quanh tôi nghe râm ran những lời cầu nguyện. Giây phút trôi qua, không còn nghe tiếng nói. Cũng là lúc tôi mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một con đường có nhiều người bước đi. Trên vai ai cũng vác cây thập tự. Có người đi một cách khoan thai nhẹ nhàng, có người đi mà trĩu nặng u buồn. Và tôi đứng lên được trao cho cây thập tự. Tôi kê vai đỡ lấy, nhưng sao nó nặng quá, tôi sụp xuống và không đứng lên được. Tôi nghe tiếng phán: "Hãy đứng lên đỡ lấy cây thập tự mà bước đi. Ta tin rằng con sẽ gánh nổi." Tôi đáp rằng: "Con không sao gánh nổi, nặng quá so với sức con." Tôi không biết ai đã nói, và tôi cũng không biết là mình đang trả lời với ai. Dầu vậy, tôi vẫn cố gắng đứng lên rồi vác lấy. Đi được đôi ba bước thì vai đau, chân đau, gối mỏi và chân vấp ngã. Trên con đường đi có nhiều người đồng hành, mà sao họ lại khoan khoái, thong thả. Còn tôi thì như một em bé đang tập đi, ngã rồi lại đi, đường bằng phẳng mà cứ như gồ ghề. Người ta đi nhanh, còn tôi thì đi chậm. Tôi ước gì lúc đó có ai ghé vai gánh thai cho tôi một đoạn đường. Nhưng không, một chút cũng không. Có lúc quá mệt mỏi, tôi muốn buông xuống, nhưng mà nó như bị cột chặt trên vai, không sao đặt xuống được. Lại cứ phải đi, mà tâm trí bắt đầu phàn nàn, cay đắng. Tôi tự hỏi mình, đang đi đâu? Cố gắng lấy sức mình bước tới, nhưng tôi đã đuối hơi và gục ngã. Nước mắt trào dâng, tôi lại nghe tiếng phán: "Hãy đứng lên và nhìn xem phía trước, ta sẽ tiếp sức cho con
và con sẽ được đưa đến nơi chốn không còn gánh nặng và mệt mỏi này. Tôi liền nghe như mình được tiếp sức, như có một sức mạnh vô hình nào đó bao trùm lên tôi, và tôi tiếp tục phát thập tự mà đi, nhẹ nhàng như trên vai không còn vật gì đè nặng. Tôi hăng hái tiến lên. Trước mặt tôi là một đỉnh đồi có cây xanh bóng mát. Mọi người đang nhóm hiệp nhau trước mặt một người mà tôi nhìn thấy sáng ngời và uy nghi, như có ánh hào quang tỏa sáng. Thập tự trên vai được đỡ xuống và tôi được đưa đến trước mặt người. Lúc đó tôi nghe tiếng phán vang vang không gian mà tôi đang đứng: mệt mỏi và gánh nặng hãy đặt xuống đây, mặc lấy sức mới mà bước tới. Đừng ngã lòng, ta biết con yếu đuối, nhưng ta đã phán rồi, khi nào con tin thì sức mạnh của ta sẽ trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Lúc đó tôi biết rằng tôi đang đứng trước mặt Chúa nhân từ mà từ lâu tôi đã lãng quên vì mãi đi trên đường trần. Tôi thật sự được đưa ra khỏi sự mê muội của thế gian để đối đáp với Chúa. Chúa ơi, con biết Chúa yêu con, nhưng sao Chúa để con mang gánh nặng trong sự mệt mỏi nhiều năm tháng, đến nỗi phải rơi nước mắt mà than thở? Con biết rằng điều này Chúa không đẹp lòng, mà con không tự thoát ra được. Con đến nhà thờ tìm Chúa mà lòng không vui. Con nghe lời Chúa mà không hiểu Ngài muốn dạy con điều gì. Sự lo âu bối rối đã làm rối nét mặt bình tĩnh của con. Con nghe lời Chúa mà không để sự soi dẫn từ Thánh Linh. Do đó nghe biết mà không có sự đổi mới. Con thật sự có tìm kiếm Ngài nhưng qua loa và chưa hết lòng, nên khi mở mắt ra trở lại với sự lo lắng buồn phiền. Con không để trụ mây dẫn đi ban ngày, trụ lửa soi lối ban đêm. Do đó bước con luôn gặp ghềnh rồi té ngã. Cứ thế sự yếu đuối bao trùm lên cuộc đời của con lâu rồi mà con chưa thoát ra được. Bây giờ con muốn quay đầu trở lại tìm kiếm Chúa, đầu phục Ngài. Con muốn lấy vũ khí là lời Đức Chúa Trời để mặc vào. Con muốn cầm gươm Thánh Linh để chiến đấu mà con chưa nhận được. Con đang đuối sức và muốn trốn chạy. Con đang đứng nơi tột cùng của sự yếu đuối, yếu hơn khi con chưa có ý tưởng đầu phục Ngài. Phải chăng ma quỷ đang cố tấn công để giành giật con ra khỏi tay Chúa? Con đang đưa tay, nắm lấy tay Chúa để sức lực Ngài tuôn tràn qua con, nhưng con chưa nhận được. Nước mắt con lại tuôn ra, con khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn. Đến lúc mờ lệ, mong muốn được một lời an ủi vỗ về cũng không có. Con đưa mắt nhìn chung quanh như đang cầu cứu, trông chờ sự cảm thông chia sẻ. Nhưng Chúa ơi, mọi người yên lặng quay mặt lập ngơ. Con hụt hẫng lòng tin nơi con người. Lúc đó con nhớ đến lời Chúa phán: đừng nương cậy nơi loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Chỉ do con không biết phó thác và trao dâng mình cho Chúa. Con biết rằng Chúa để mọi sự xảy đến trên cuộc đời con đến mức tột cùng của sự tuyệt vọng là để rèn luyện, tỉa sữa cho con được lớn lên trong Ngài. Phải tìm kiếm Ngài cách hết lòng, phải đầu phục Ngài trọn vẹn, thì con sẽ nhận lãnh năng quyền và sức lực của Ngài mà bước đi. Chúa ơi, con muốn có đức tin như dân Israel khi vượt qua biển đỏ mà như đi trên đất khô. Đừng để con giống người Ai Cập thử đi qua rồi bị nuốt mất tại đó. Con đang ở trong tình trạng sắp sụp xuống cho nước cuốn trôi.
Con cầu xin Chúa làm cho con được mạnh dạn đứng lên nhờ sức toàn năng của Ngài. Con cầu xin Chúa cho con mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để bước đi vững vàng mà địch cùng mưu kế của ma quỷ, vì nó đang rình mò chung quanh con. Ngài cho con biết lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, giày dép là sự bình an, đức tin làm thuận đỡ, hầu cho không có tên lửa nào của kẻ dữ tấn công được. Lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, mà xông lên như một tinh binh Giê-xu tiến lên, xung phong vào trận chiến. Cờ thập tự Chúa luôn phất cao để con hô khẩu hiệu quyết tiến ra trận tiền, mà khi đánh thì phải thắng, hầu cho ma quỷ lui ra khỏi đời sống con, để con được thuộc riêng về Chúa. Bây giờ con không còn đi trên con đường mang tên trần gian, mà con bước đi trên thiên lộ để đến định vinh quang nơi thiên đàng mà gặp Chúa.